ngủ không? Bà cụ đâu không? Có rồi. Cái chảo nữa. À, thêm cái chảo đây nữa. Hết nhiêu tiền? Chắc cũng gần 300 ạ. À đúng rồi, tại vì bếp ga này cũng là 200 mấy à. Trời, sao nó khét như vậy? Nãy nấu của bà bỏ đi đó bà khét. Trời ơi, nguy hiểm. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái bệnh viện bỏ hoang. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh của ông bà cụ nhặt ve chai và ông cụ bán vé số. Ở clip trước thì Bùi Hồ có hứa với ông cụ rằng ông cụ có thể mua cho ông cụ một cái chiếc xe đạp và ông cụ đi bán vé số để có thể mưu sinh cuộc sống hàng ngày ha cô bác quý anh chị. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Đây là cái bệnh viện bỏ hoang đó. Thì sáng hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại đây thì thấy ông cụ có vẻ như là ông đang say ngủ á cô bác quý anh chị. Thay mặt cho cô Hà Thu ở Mỹ gửi cho ông là 50 đô là tương ứng với 1.200.000 đồng để ông có thể mà làm cái chi phí xin mua chiếc xe rồi bán số. Con chào ông. Dạ. Ngủ không? Nghỉ đi. Bà cụ đâu không? Ở dưới sông. Có dưới sông không hay là đi rồi? Bà mới đi dưới rồi. Dạ. Mới đi dưới hả? Ừ, mới dùng. Để con ra ngoài con coi thử ha. Ông cụ thì nói là cụ ở dưới sông á cô bác với anh chị. Đây là một cái bệnh viện bỏ hoang nên là nữ mọi kia thứ nó vẫn còn rất là bề bộn luôn. À, cậu ơi. Ôi. Đây là phế liệu mà bà cụ bà nhặt về đó. Rồi vậy là bà cụ bà đi nhặt ve chai rồi cô bác quý anh chị ơi. Bà cụ bên chiếc xuồng nhặt phế liệu dưới sông nè. Bà đi rồi. Thôi thì bây giờ quay trở lại để gặp ông cụ để mà trả tiền cho ông cụ để mà bán vé số. Một chiếc xe đạp nhỏ nhỏ. Ở đây thì kìa, có lẽ là sẽ có những cái con côn trùng gắn ghét rồi. Ngủ không cậu? Nằm ngủ như thiểu rồi ngủ như thế. Ủa ngủ gì vậy? Có xỉn không? Đồ uống xỉn xiết gì vậy? Dạ? Đồ uống là xỉn. Lâu thì cũng cao lắm, xì nữa xì à, nghỉ rồi. Rồi hôm trước là con thay mặt cho cô Huệ ở Bỉ á, gửi tiền cho ông cụ á. Thì có mua được chiếc xe chưa? Chưa, cái đó tôi cũng cảm ơn lắm rồi, mua bếp ga với hai cái nồi. Mua rồi hả? Ừ. Đâu cho con coi với. Ngày hôm qua nhỏ em nó lại cho cái mùng, cái mền. Em nào? Nhớ em thứ năm bên đầu cầu đó. Gặp coi clip hay gì không cậu? Nó cho rồi dăn mùng mền cái gối luôn. Ừ. Vậy là chắc coi được clip của ông cụ đúng không? Ừ. Coi được đoạn clip mà con quay lên hả? Ông biết rồi, nó quay rồi nó cho con tôi hay. Là sao? Con tôi nó đâu biết cái mạng nó nằm ăn gì. Ừ. Nè mua bếp ga với cái nồi với mấy gạo hổm á. À mua được cái bếp ga mini nhỏ nhỏ nè. Ừ. Cái nồi. Cái chảo nữa. À thêm cái chảo đây nữa. Hết nhiêu tiền? Chắc cũng gần 300 ạ. À đúng rồi, tại vì bếp ga này cũng là 200 mấy à. Trời sao nó khét như vậy? Nãy nấu của bà bỏ đi rồi bà khét. Trời ơi, nguy hiểm nha ông cụ. Nguy hiểm lắm ạ. Thành cơm khét luôn rồi. Đây. Ôi trời ơi. Bơm hai chai ga nữa. Bơm hai chai ga nữa. Mua cái chảo hết nhiêu nữa? Cái chảo không là 90 ngàn đó. À gạo này hôm trước là ông đổ vô đây ha. Ừ. Cho dẹp cho nó sạch lại. Ngày hôm qua nó cho cái này nhỏ em qua nó quét dọn. Em có ông cụ hả? Ừ. Có cái chiếu. Chiếu cái mền, cái mùng nữa. Cái mùng mới đây đúng không? Ừ. Mùng kia dục rồi. Ừ. Với cái mền. Gối nữa. Cái gối này mà phải có cái giường cho nó êm êm á.
Trời ơi, kẹp mẹ nó, hôm qua chứ trước ngủ nốt với xuồng cái bậm rồi không sao. Tại mình khổ mình phải chịu chứ sao chú. Ra đây đi ông cụ ơi. Cái trời mình cực khổ mình chỉ gắng chịu chứ. Rồi mua hết mấy trăm ngàn rồi còn tiền không? Hết, sao đủ? Hôm trước con đưa 600 hả đúng không? 600 mấy lần ạ. Dạ, ngồi đây đứng rồi. Gán dình dụm mày lấy xài. Dạ. Gì? Đi bực, tôi muốn uống. Sao? Hết nhiêu tiền? Mấy ngàn, 30-40 ngàn. Thuốc gì á? Tiêu chảy với khát nước. Khám gì? Khát nước cục á. À, nước cục á. Ừ. Nước cục hôm trước con gặp ông mà bây giờ chưa hết đó hả? Ừ. Uống hết bữa hai bữa nó cũng bị lại. À, bị lâu rồi đúng không? Ừ. Cục. Ừ. Nó cái đó quanh tim hay gì hở cái. Kệ. Hôm trước còn 300 mấy có chia cho bà cụ xài chung không? Chia nhau xài chứ đâu giờ gì. Bà cụ gọi được nhiêu? Biết rồi ạ. Không, bà cụ sau đó bà cụ gọi được nhiêu? Này biết đâu quả xài. Xài nó đi hoài, có nhà. Rồi bếp ga đó là ông cụ mua. Ừ. Nấu cơm ăn. Gạo đồ còn cũng nhiều hơn. Gạo còn à. Dạ. Rồi hôm trước ông cụ có đi hỏi cái chiếc xe đạp chưa? Có mà. Nó bên da không có liệu. Nó rẻ, mình sợ tốn tiền. Nhiều. Chưa biết nhiêu, chắc chấp mấy. 100-200 ngàn. Chứ mua ở ngoài tiệm nó tới 1,000,000 là. Mà để trong đây nó cũng không an toàn đúng không? Ừ, mình dẫn vô đây có pháp. Chứ bây giờ mà không nổi. Cái giò nó đau nữa. Đây lại chợ tôi đi gục. Đi nhắc nhắc vậy đi à. Sáng nay ông cụ ăn gì chưa? Giờ mới ăn nửa ổ bánh mì chút xíu. Nửa bánh mì? Ừ. Rồi bà cụ thì đi nhặt phế liệu, còn ông cụ thì không có làm gì hết. Đi bằng gì nổi đi. Rồi đi bán giấy số được, rồi đỡ. Ngày mình kiếm được 50%. Nhờ mấy đứa em nó cho rồi mấy bà. Cái chòm xóm nó cho mình. Giờ đâu dám đi chơi xa, đi đây là... Chợ có 200 thước mà đi nó ngắn chết. Rồi đi với ụi nhưng mà bán vé số sao đạp xe đạp nổi. Đạp mà đi gần cái đường láng đi được. Đi đường láng thì đi được. Ừ. Đừng đi vô. Ông cụ muốn bán nhiêu tờ? Bán bản 120 à. Thôi nhiều quá, 120 là nhiều quá. Nhiều quá chạy mệt lắm. 100 tờ được rồi. 100 rồi là vô ác. Thường là 101 mà thời buổi bây giờ bán nó không cho quyền trả. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mấy chạy chiên suốt mà. Cô chú anh chị bán, mấy cô mấy chú bán số nhiều lắm. Nhiều lắm đó đi. Nên thành thử là số bây giờ nó cũng hiếm nữa. Ừ. Mình lấy mình vừa mình bán thôi. Lấy vừa mình bán không nhiêu mình định ôm lại đó. Dạ, còn không mấy ôm lại là mình lỗ vốn luôn á. Người đứt vốn mấy lần. Ôm lại lỗ đứt vốn đúng không? Vì chứ bán rau mua triệu đâu mấy triệu rồi. Nên thử là ông cụ bán chỉ cần chừng 60 tờ là đủ đủ ăn một ngày rồi. Đủ ăn cái sáng rồi. Ừ. Chứ mình đi bán là vô tiệm vô quán không lẽ uống ly nước không? Dạ. Hôm nay có ai lại thăm ông cụ không? Mấy bữa trước mấy chú đi lại thăm. Mấy chú nào? Mấy chú cũng đưa về lại. Mấy chú nào? Lại cũng quay phim chụp hình với rồi tôi cũng ở nhà. Đâu đi chơi được. Giờ đau đâu đi. Dạ. Cũng có mấy chú lại quay phim để hỗ trợ ha. Ừ. Cũng được rồi, cũng mừng. Nhiều người hỗ trợ nhau tốt. Cũng cảm ơn cái gì chứ bây giờ mình già yếu rồi sao giờ đấy. Nó đâu phải nó đau một lần. Cũng như nó xuống bữa nay cái này bơi đi về nhức đầu gối. Vì đau đường khắc tích cục này nữa. Sốc cho bà. Ở đây là bệnh viện, ngày xưa là bệnh viện nhi hả con? Bệnh viện sản hả? Ừ, còn giờ nó dời bệnh viện vậy nè.
Ông cụ ngủ tối nay tối gặp có sợ, tối gặp gì không sợ? Sợ chứ. Hồi lần tôi ở bên trạm bến kìa, thầy ma vớt đem về nấu trâu xeo đậu trước cửa tôi. Tôi ngủ có nền họ bẩn bệnh. Vậy chứ chết rồi mình còn sợ gì? Tôi không sợ đâu, kệ bà tới đâu rồi đó. Mình không có nhà cửa nên mình mới vô đây mình nhờ, ở đậu ha. Mình đừng đụng chạm tới chúng, đừng đụng chạm tới nhà. Không ai nói tới mình gì chứ. Rồi bây giờ nếu như mà bây giờ có vốn là ông cụ sẽ bán vé số đúng không? Đúng, bán vé số rồi. Dạ. Rồi, chừng nào ông cụ muốn xe đạp được? Mình có tiền thì mua chứ gì, giờ cái loại phế liệu mình vì nó còn cạt chiếc nó nằm dưới đống đống bọc á. Ông cụ có hỏi chưa? Qua kia hỏi nó rồi, để chừng nào nó móc đống bọc bên có cái xe đó. Chừng nào móc lên có mới được hả? Ừ. Sao biết nào móc? Biết chừng nào móc. Thôi bây giờ như thế này, ông cụ bán khoảng 5-60 tờ thôi. 5-60 tờ đủ sống không? Đủ sống rồi. Đủ sống tới đó, đi về tới đây hết mẹ. Ừ. Đi bộ thôi, tập thể dục cũng được, gần gần thôi. Cái giờ đau đi bộ cũng được. Tôi bán cho em sớm chạy lắm à. Đúng rồi, người ta thương ông cụ mà. Người ta bị gì, người ta có trúng đó, dễ bán lắm. Dạ. Hôm nay lại đến nhà là không gặp bà cụ nữa, bà cụ đi Nhật. Cái liệu đó. Bà mới xuống đây vừa. Đi rồi. Đi hả? Dạ. Vì là bà bơi ghe chứ không được chèo. Dạ, con không biết. Nó gãy cọc chèo rồi. Gãy cọc chèo hả? Ừ. Cái ghe dưới bằng mũ cái nền trên bằng sắt, đem qua thợ, thợ nó làm không được. Thì gán chịu chứ sao giờ đây. Dạ. Người tôi ở nhà tối ngày đâu đi đâu. Ông cụ với bà cụ có ăn cơm chung không? Cũng ăn cơm chung nha, mà bữa nay nấu rồi. Ngồi đó bả vô bả khát, bả không biết xài bếp ga. Rồi hôm nay là mình ăn cơm với gì? Hôm qua ở đây thì mua đồ ăn bậy bạ thấy kìa, vặt vậy á. Có bữa thì mua tép, tiền đâu mua đồ quỷ kia nó mắc tiền chết bà. Mua gì mắc tiền? Bà ăn cá lóc chê. Tôi hồi xưa đó ăn một bữa là ba cha con tôi ăn có nửa ăn cá rô à. Bị mình nhường cho con ăn, con nó cũng nhường nữa cho mình ăn. Tôi hồi nhỏ thì đúng mừng lắm, tới lớn nó mang bệnh rồi tới giờ thôi. Mà con nghe đồn mọi người nói là ông cụ nghiện rượu có không? Không nghiện. Mà từ hồi vợ tôi bỏ đi đó, rồi ở nhà buồn. Về tới nhà uống rượu đâu uống với ai đúng không nên à? Uống nhiều hơn. Dị một à, nhảy ngủ. Ông cụ uống gì? Uống với gì? Có gì uống nấy gì chứ đâu có thịt tà gì. Ví dụ? À. Ví dụ như? Hớp rồi đi chơi, đi chơi về bạn ta cứ với mình mần không được, anh em không có tiền bạc đó. Thôi không đi chơi ai chứ. Ông cụ nói là có 4 người con. 4 mà chết hết 3 còn không, đứa gái. Đứa gái ở nhà có lại thăm ông cụ không? Đứa gái nó đi mần ở Bình Dương. Sao mình không lên Bình Dương mình ở với con mình? Tại đất ở đi mần mướn xa quá trời rồi. Đi đó ở 300 cây số à. Lên đó mình ở nhà trọ. Bầu đi không nổi lên chết cũng mần à. Chịu không nổi hả? Ừ. Như ở đây thì mình dùng vòng ở đây mình cái giờ mà không nổi thì cái gán tá túc bậy bạ này. Cái đứa em út nó cho con cháu rồi đó, nếu cho 20-30 ngàn xài, mình có ít mình xài ít chút xíu, đừng lấy gì mà xài nhiều đâu được. Chờ hôm trước mua hết 300 mấy, rồi còn là 300 mấy chia ra cho bà cụ với ông cụ rồi ừ. Hết bây chưa giờ, được 600 mấy lận rồi, 600 mấy 600 mấy ngàn. Ừ. Thì còn người được 300. Hạ tiện tặng sạch. Đến nay còn tiền không? Hết rồi. Hết rồi hả? Nhất cái gì hết rồi là. Dạ.
quay qua lại mua này mua kia rồi khi mua đồ ăn cái 20-30 ngàn mình không có tiền đâu dám mua nhiều. Bây giờ là muốn bán vé số đúng không Tùng? Giờ muốn bán vé số. Bây giờ cái giờ yếu đi không được nè. Sáng ông cụ đi xuống uống cà phê á thì lấy khoảng 60 tờ vé số bán. Thì 60 tờ là 600 ngàn rồi. Còn nó không tới có 500 mấy thôi. 8.9 chứ không được 9 ngàn. 540. Vậy thì hôm trước con có hứa với ông cụ là sẽ quay lại trong cụ mua chiếc xe đạp nào ở phế liệu đó với lại cho ông cụ bán vé số. Thì thôi thì hôm nay đến đây con thay mặt cho cô Hà Thu ở Mỹ á, gửi cho trước mắt á là gửi cho ông cụ là 1.2 triệu. Cô Hà Thu ở Mỹ gửi là 50 đô tương ứng với là 1.2 triệu đó. Thì con gửi cho ông cụ nè, ông cụ cầm giùm con ha. Vì tôi cảm ơn nhiều lắm nha. Đây ông cụ coi đi. Vì được có tiền có vốn đi bán vé số rồi. Dạ. Có tiền có vốn đi bán vé số. Có vốn đi bán vé số rồi. YouTube hả? Dạ. Thì con thay mặt cô Hà Thu trao cho ông cụ. Thì mai mốt gì đó ông cụ đi lấy vé số rồi bán đi. Kiếm tiền uống cà phê, đội mua gạo ăn. Vì cảm ơn nhiều lắm nha. Ráng nó khỏe khỏe rồi kiếm sống qua ngày vậy là gì. Chứ ông cụ dự định là khi nào bán? Giờ nhín tiền ra mua cái xe. Còn như mình thiếu chịu lại. Thì ông cụ nó mua xe nhiêu á? Xe chắc ở 200-300 ngàn. Thì 200 ngàn mua khoảng bán khoảng 50 tờ được rồi, 60 tờ cho khỏe. Một chủ không mà chúng về mua gì? Dạ, một người thôi mà mua 6-7 tờ. Cô đó đâu thành phố mua bán gì về nó mua. Dạ, ông cụ thấy thương gì? Còn mấy người đi bán chung để tao mua ông già lá bài tụng nghiệp không. Còn qua được cấp 6 rồi đi bán cái xô nhà đám giỗ đó vì tôi bao mua hết ông, mua hết ông ở ông nhậu tôi nha, tên mày luôn, uống 2-3 cốc mình kiếm viện về vậy chứ bị gì mới đi thấy cái tiền té xe mình đỡ nó lên rồi. Mình phải cứu người ta về đây. Cái về trời đám mưa nặng thất. Thôi bây giờ như thế này ông cụ. Hôm nay thì con đến đây thì chắc có lẽ là thời gian sau cũng lâu lâu con mới quay trở lại thăm ông. Thì con mong rằng ông sẽ bán vé số khoảng 50-60 tờ để đủ tiền sinh hoạt hàng ngày thôi. Còn nhiêu tiền ông có thể trích ra một mua một cái chiếc xe đạp hay như thế nào đó. Rồi con sẽ thăm ông rồi coi ông cái cuộc sống buôn bán ông như thế nào ha. Thì cô Hà Thu trước mắt này gửi tiền cho ông cụ để mà bán vé số mua sinh đó. Thì nói tôi quá mơ gỡ nhiều dạ. Gắn nhín nhúc. Dạ dạ. Thì thấy cuộc sống bây giờ cũng đỡ hơn tí à. Có một mền gói mới thì nó cũng được rồi, có bếp ga nấu ăn thì nó cũng coi như là cũng đỡ ấm no tí xíu rồi. Cuộc sống mặc dù vẫn còn khó khăn thì thôi một lần nữa thì chắc có lẽ là cũng Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn cô Hà Thu ở Mỹ nhiều hơn. Chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng như tất cả các cô chú anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chào ông cụ, tụi con xin phép về tại đoạn đường cũng khá là xa ha. Dạ. Quý vị tôi cũng cảm ơn nhiều lắm để tôi gán Hà Tiện Hà Thu tiện là tặng. Dạ. Rồi vậy ha ông cụ ha. Rồi chào ông.